Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 ở các địa phương đang có xu hướng gia tăng, trong đó địa phương ghi nhận nhiều nhất là Hà Nội. Vậy nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian tới có diễn ra hay không? Dấu hiệu nhận biết bệnh là gì và cách phòng tránh ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video sau đây. Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 tại Việt Nam? Theo thông tin từ Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng. Theo Bộ Y tế, số mắc COVID-19 mới đã tăng trong 7 ngày gần đây, đặc biệt hai ngày 12 và 13 tháng 4, số ca mắc mới tăng theo chiều thẳng đứng, đến ngày 13 tháng 4 đã ở mức xấp xỉ 500 ca. Đây là ca mắc có báo cáo lên hệ thống, thực tế còn có thể cao hơn, gấp hơn 10 lần so với ngày mùng 9 tháng 4. Đây cũng là mức cao nhất tính từ đầu năm 2023. Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế cho biết đang giải trình tự gen virus ở một số ca bệnh mới mắc nhằm đánh giá xem có xuất hiện biến chủng mới. Điểm đáng chú ý là mặc dù số mắc tăng nhanh nhưng số ca có diễn biến nặng đã điều trị tại bệnh viện hầu như không tăng. Bộ Y tế cũng đánh giá hiện ca COVID-19 tăng nhưng chỉ cục bộ ở một số địa phương và đề nghị tích cực triển khai biện pháp kiểm soát nhận định về nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam sau khi số ca mắc đang tăng nhanh trong những ngày gần đây, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tu Anh, giám đốc viện nghiên cứu y khoa Worldcraft, trường đại học Sydney cho biết, chúng ta đều thấy là đang có đợt bùng phát COVID mới. Theo số liệu đến ngày 13 tháng 4, thì biến thể chủ đạo của đợt này vẫn là Omicron, dù cho biến thể phụ mới nhưng độc lực thấp. Tuy nhiên, do đặc thù Việt Nam tiêm chủng khác các nước trên thế giới, chúng ta đã tập trung bao phủ vaccine nhanh trong gần như cùng thời điểm, nên khi hết miễn dịch cộng đồng cũng sẽ cùng một lúc. Theo đó, số ca mắc, số ca nhập viện sẽ đồng thời xuất hiện nhiều hơn, cao hơn. Song song với ý kiến đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cũng đưa ra nhận định số ca mắc COVID-19 mới sẽ tăng nhưng không bị bùng phát hay gây quá tải cho hệ thống y tế như đợt dịch trước ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bởi vì đa số các ca mắc nhẹ, trong khi hiểu biết và năng lực phòng chống COVID-19 của chính quyền và người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già, người mắc bệnh nền, người chưa tiêm vaccine. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khổng Minh Tuấn cho rằng, Nhận định cao COVID-19 gia tăng không có nghĩa là dịch bùng phát. Do đây là thời điểm ra mùa nên các bệnh như cúm mùa, COVID-19 có thể tăng cao. Về đánh giá tình hình dịch COVID-19, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết sẽ dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là virus SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, biến thể phụ Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này hiện đang lưu hành hầu hết ở các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Hiệu quả của vaccine điều trị trong phòng lây nhiễm với biến thể Omicron còn hạn chế. Tuy nhiên, khả năng phòng chuyển nặng, nhập viện, tử vong thì hiệu quả. Do đó, người dân cần tuân thủ việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch, đủ liều theo các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng tránh bệnh một cách hiệu quả nhất. Thứ hai là môi trường sống, hành vi của người dân. Hiện nay tại nước ta, số ca mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, nơi đang có sự ra mùa. Cùng đó, việc giao lưu đi lại sau 3 năm đại dịch gia tăng rất lớn, thậm chí ngay trong nước cũng làm gia tăng sự giao tiếp. Những sự giao lưu này đã tạo điều kiện cho virus lây lan sang đúng tượng khác. Thời gian qua, hoạt động phòng chống dịch của chúng ta đạt hiệu quả nhờ đẩy mạnh tiêm vaccine. Vì thế, người dân có tâm lý chủ quan với biện pháp phòng chống dịch, chính điều này làm gia tăng sự lây nhiễm. Thứ ba về biện pháp đáp ứng vũ khí hiệu quả của Việt Nam. Với liều tiêm cơ bản, chúng ta bao phủ gần như 100% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, mũi 3, 4 cũng đạt tỷ lệ cao 80 đến 90%. Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 cũng lên đến 90%, mũi 2 là gần 70%. Tuy nhiên, có nơi tỷ lệ tiêm chưa đạt như mong muốn, đặc biệt ở đối tượng nguy cơ cao. Liên quan đến việc phòng chống dịch, trong đợt kiểm tra công tác ứng phó với dịch bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, nơi đang xuất hiện nhiều ca mắc mới. Ông Khổng Minh Tuấn khuyến cáo, những người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản phải tiêm đủ mũi 1, mũi 2. Những ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì đến các trạm y tế xã, phường để triển khai tiêm. Hiện nay, công tác tiêm vaccine COVID-19 rất thuận lợi, không cần phải đăng ký tiêm, chỉ cần ra trạm y tế là được tiêm bên cạnh đó nếu có triệu chứng mắc bệnh cần tự theo dõi cách ly tại nhà chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và có triệu chứng biểu hiện nặng thì cần đến cơ sở y tế điều trị đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống khi đi vào những khu vực điều trị phó giáo sư tiến sĩ trần đức phu cũng đưa ra lời khuyên người dân cần dự phòng tại nơi nguy cơ cao bằng cách duy trì việc đeo khẩu trang rửa tay khử khuẩn Đối với ngành y tế, cũng cần đánh giá nguy cơ dịch, từ đó đáp ứng phù hợp, không để bị bất ngờ, thiếu chủ động. Còn theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, theo hướng dẫn mới của WHO về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thì cần tiêm nhắc lại một mũi nữa sau 6 đến 12 tháng, kể từ lần tiêm trước cho nhóm nguy cơ cao, bao gồm người cao tuổi, người lớn với bệnh nền nặng như tiểu đường, bệnh tim, những người có bệnh lý miễn dịch, kể cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên phụ nữ có thai và cán bộ y tế tuyến đầu, người dân nên giữ môi trường sống thông thoáng khí. Trường hợp có triệu chứng của bệnh hô hấp thì cần đeo khẩu trang và tốt nhất thì nên thu xếp ở nhà. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu tỷ lệ nhập viện chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Do đó, cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt sốt huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng số mắc dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Tới đây, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 liên sát với dịp nghỉ dỗ tổ Hùng Vương sẽ diễn ra, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Do vậy, nhu cầu du lịch sẽ tăng cao nên nguy cơ lây lan và bùng dịch rất dễ có thể xảy ra. So với bệnh cúm, COVID-19 có thể gây bệnh nặng hơn ở một số người. Người bệnh khó có thể phân biệt giữa bệnh cúm và COVID-19 chỉ bằng các triệu chứng vì chúng có một số dấu hiệu và triệu chứng giống nhau. Xét nghiệm là cần thiết để biết bệnh là gì để xác nhận chẩn đoán. Triệu chứng COVID-19 rất đa dạng từ nhẹ đến bệnh nặng, chúng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày và sau khi tiếp xúc với COVID. Ca mắc COVID-19 tăng trở lại, dấu hiệu nhận biết bệnh là gì? Hiện Bộ Y tế chưa có báo cáo về biến đổi chủng virus COVID-19 mới xuất hiện tại Việt Nam. Bên cạnh nguyên nhân miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa thì còn do tâm lý chủ quan trong phòng bệnh của người dân như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không khử khuẩn tay thường xuyên. Khi mắc phải bệnh thì triệu chứng nhẹ, giống cúm nên nhiều trường hợp đã coi thường bỏ qua không chú ý, khiến bệnh càng trở nặng và dễ lây lan nhanh. Bệnh cúm và COVID-19 đều là bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp, nhưng chúng do các loại virus khác nhau gây ra. COVID-19 lây lan dễ dàng hơn bệnh cúm. Các triệu chứng có thể thay đổi với các biến thể COVID-19 mới và có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng. Người bệnh nên gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay lập tức nếu có các triệu chứng trở nặng như khó thở, đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, thay đổi ý thức, lú lẫn, lơ mơ, mệt lả trẻ quế khóc, ngủ ly bì khó đánh thức, co giật. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Học, Phó trưởng khoa phụ trách khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, số người bệnh đến khám tại bệnh viện có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 có xu hướng tăng lên. Khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận đến 68 ca mắc COVID-19, trong khi trước đó cả tháng chỉ 10 đến 15 ca. Tỷ lệ nhập viện là khoảng 25%. So với trước đây, triệu chứng của bệnh hầu như không có sự thay đổi nhiều. Đa số bệnh nhân vào viện với các biểu hiện viêm long đường hấp trên, gần giống với cúm và các loại virus khác như hắt hơi, sổ mũi, đau rát họng, ho khan, sốt, đau mỏi người. Một số trường hợp vào khám với triệu chứng ho khan dài dẳng 5-7 ngày không đỡ, đi khám được test nhanh sàng lọc thì có kết quả dương tính. Bác sĩ học nói, theo bác sĩ, các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, đái tháo đường, đột quỵ não, người già. Hầu hết bệnh nhân không phải can thiệp thở oxy. Việc chăm sóc, điều trị bệnh nền cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đều cần có sự phối hợp của bác sĩ chuyên khoa tương ứng với bệnh nền. COVID-19 có thể kết hợp gây ra những biến chứng nặng trên bệnh lý nền người bệnh mắc phải nhóm độ tuổi mắc cũng đa dạng, cả trẻ con, người lớn, người già. Có trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ não, không đi ra khỏi nhà, vào viện chỉ với biểu hiện sốt. Ngay lập tức đường sang lọc test nhanh và có kết quả dương tính. Vì triệu chứng của bệnh nhẹ, giống cúm nên nhiều trường hợp bị bỏ sót. Đây chính là nguồn lây nhiễm lớn trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Trong khi đó, hiệu lực bảo vệ của vaccine phòng COVID-19 không bền vững, suy giảm theo thời gian phần lớn người dân đã được tiêm từ rất lâu, khả năng phòng bệnh giảm nên nguy cơ tái mắc cao. Về cơ bản, các bệnh nhân đều diễn biến nhẹ, chủ yếu điều trị triệu chứng. Rất nhiều trẻ vào viện với biểu hiện sốt, khi test nhanh thì cho kết quả dương tính, được bác sĩ kê đơn thuốc cho về nhà cách ly và điều trị. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch như theo dõi thông tin tình hình dịch bệnh liên tục, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, phòng bệnh trong môi trường kín, không tiếp xúc gần trong đám đông, như vậy có thể thấy, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan. Để tránh dịch bệnh bùng phát, người dân cần nắm vững các kiến thức cách xử lý khi gặp phải và phải cập nhật liên tục các thông tin từ Bộ Y tế. Có thể thấy để nhận định sự bùng phát của dịch Covid-19 thì cần phải dựa vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta lơ là, chủ quan. Khi có những biểu hiện như trên thì người dân cần phải tìm cách xử lý kịp thời một cách nhanh nhất. Mỗi cá nhân cần chủ động trong cách phòng tránh dịch bệnh để tránh những hậu quả không đáng có. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch Covid-19 sẽ luôn được chúng tôi cập nhật sớm nhất trong các video sau.